Thì có một ngày là em đang học thì cái cô kia cô tới, cô mới xin thầy của em là cho em về. Thì em về em thấy nhà của em không có đồ đạc gì nữa mà kiểu giống như người ta soạn hết sẵn, giống như là chuẩn bị cho cái đám vậy đó. Thì em mới biết là chắc ba em sắp mất rồi. Nhưng mà em không hiểu là trước lúc mà ba em mất đó, là mẹ em với ba em là không cho em vô bệnh viện. Thôi bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề mà ngày xưa đi, cái lúc mà cấn bầu Gia Linh đó cô, lúc đó như thế nào cô? Cô còn nhớ những cái kỷ niệm đó cô kể và chia sẻ với khán giả được biết không cô? Gia đình cô làm ăn thì cũng không khá. Dạ làm gì cô? Nghi làm vàng. Nghi làm vàng. Trời đất ơi. Cái gì mà cứ hốt hoảng hoài. Bán vàng đó trời. Đó, cái nghề làm vàng có nghĩa là mình mua lại những cái đá khoáng sản của người ta đục dây hồng lên, xong mình xay cô thành vàng, xong ra tiệm vàng bán, thua lỗ được đâu 1-2 tháng thì cũng vừa lúc là có bầu Gia Linh luôn. Thì khi hồi đấy là cũng khó khăn. Anh của Gia Linh thì ít ung én, nhưng mà tới Gia Linh thì cô ung én rất là nhiều, cô ốm đau ghê lắm. Thì bao nhiêu người là biểu cô là phá cái thai đây. Nhưng mà ba Gia Linh ổng là cản, ổng cũng không cho, cô cũng tính là cô phá vì cô chịu không nổi, ung én ghê lắm. Em có đào mẹ nhà mẹ kể em nghe những câu chuyện này không? Rồi còn khi nghe cái cảm giác mà ngày xưa mà mất 1-2 tháng mà gia đình đòi phá em, lúc đó cảm xúc của em sao bé? Thật sự là đây là lần đầu tiên không kể đâu. Không thì kể. Giờ hỏi thì về quá khứ thì cô mới nói cho bé thì nó không có biết cái chuyện đây đâu. Tại vì em thấy mẹ em khổ quá, nên là dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không trách mẹ. Tại vì mẹ em rất là thương em. Nên em nghĩ là nếu như mẹ phải làm một cái gì đó thì đó là bởi vì mẹ hết cách rồi, mẹ không thể còn sự lựa chọn khác. Chứ em không bao giờ trách ba mẹ em hết. Cái hồi đấy cô lại có cái này khác biệt người ta là có bầu Gia Linh là toàn ăn cái than ấy, than củi. Hồi đầu thì mình cảm thấy rất là dơ, than trong bếp không đủ ăn mà để mua, cứ mỗi lần mua là 2-3 ngàn. Một bao than chỉ có 12 ngàn thôi. Rồi ăn lần than, à, hết bao than ăn lần bao than đó trời. Ô, than ăn nhiều nhưng mà khi ăn thường là thèm bắp luộc. Cơm thì không ăn mà cứ bắp luộc với lại than thôi. Cô cái vị than ăn nó ra làm sao cô kể nghe đúng không? Trong cái vị than có những cái là bùi, có cái là hơi ngọt ngọt. Còn mùi có hả? Cái thì đắng, rất là đắng. Mà có một cái loại than gì đó không biết, nhưng mà ăn vô là phải có. Thường xuyên cô ăn than là cô phải có một ly nước bên cạnh. Tại có một cái loại than gì mà ăn vô là nó tê hết cái lưỡi mình luôn. Trong một cái bao than đó, nhưng mà nó lại là nhiều loại như vậy. À là nhiều cây củi ra. Nhiều cây củi ra không biết. Khi để Gia Linh ra rồi thì 10 năm sau cô vẫn còn ăn than đó. Trời ơi, vẫn ăn than. Em có chứng kiến. Em có chứng kiến mẹ ăn than, nhưng mà hình như là mẹ ăn xong rồi, nói chung ăn xong cũng có nhả nữa đúng không mẹ? Thì như ăn xong nuốt nước rồi cái bã than đó là nhả ra. Cái chất than không biết làm sao mà cái miệng khi nào cũng bị rát. Cũng có khi là 3 ngày không thể ăn được, rất là thèm. Nhưng không cách nào nhai được cái than nữa. Tại cái miệng của nó là nó chảy ra máu luôn. Bây giờ còn thèm không cô? Không, để Gia Linh là vào mùa mưa. Cô lên cô làm hai hơi nó để nó lọt bé ra thiệt. Nó nhỏ. Nhỏ dễ ra hả cô? Nó phần cô hồi đấy cũng khổ, cô đi làm nhiều, đi lại nhiều. Nhớ được mấy ký không? Nhớ được mấy ký không hả mẹ? Hồi đó có 2 ký mấy thôi. Nó hồi nhỏ là nó còn có những cái tính vừa thông minh mà vừa tinh nghịch. Chưa được 1 năm 11 tháng là nó đã ra nhẹ qua nhà bên cạnh, mà nhà là sát bên đường cái, xe cỏ đi nhiều. Thế có một lần cái ông đó là ông đi mây cày, bữa sau là ông gặp đi làm rẫy ấy, thì ông mới nói là Liễu, hôm trước đứa con mày mà tao tưởng là con gà, tao chạy xem mây cày đi vừa qua thì nó chạy qua, thấy nhỏ nhỏ tưởng gà chứ ông thắng lại vừa lại là con mày, là đi qua đường cái để đi qua nhà bên chơi. Ở cái chương trình này chắc dành cho mấy là Gia Linh là con tôi vô số tội nè, ngay từ cái lúc cấn thai đó sao mà lớn lên nên nó nhỏ ký rồi nó tinh nghịch, nó đủ tội hết trơn trời. Tôi đi học sao cô, học giỏi không cô? Bé học thì học giỏi, bé thì từ nhỏ là nó đã khôn từ nhỏ. Cô chỉ theo dõi nó được là đến năm lớp 3 thôi là biết được nó học giỏi, là vì khi đó là ba lâm bệnh thì cô là lo ở ba chữa bệnh rồi dần chồng đi chữa bệnh với lại đi lấy thuốc lấy thang, có khi đi 5-7 ngày. Mà cô đang nhớ là hồi đấy bé vào lớp 3, nhưng mà hai anh em từ ở nhà coi từ đi học hay từ ăn từ uống, rồi có những khi nhà không có gạo thì anh nó từ đi vay gạo, chứ khi đó là cái tâm nguyện là cứ đi chữa ba nó cho lành thôi, chứ còn hai đứa con là bỏ lơ bỏ lóc ở nhà. Đến thằng anh nó là phải bỏ học hết một học kỳ ở nhà chăm em.
nhà cô rể rất là nhiều. Thời đấy làm ăn có là mua rể nhiều. Khi mà ba Gia Linh bệnh đau thì cô phải bán gần cả chục hectare đấy. Ba em mất năm em bao nhiêu tuổi Linh? Em nhớ là chắc cũng lúc 4, lúc 5 là bắt đầu ba em bệnh đó. Còn lúc mất á, là năm em học lớp 6 lên lớp 7. Có nghĩa là cuối năm lớp 6. Thì ví dụ người ta hỏi là ủa ba mẹ mày đi đâu đi hoài vậy? Thì em kiểu nhỏ, em nói mẹ dẫn ba đi tìm đường cứu ba rồi. Nhưng mà em rất là vô tư. Ví dụ người ta hỏi là ba mày bị bệnh gì, em nói ba bị bệnh gan. Nhưng mà em không có hiểu được là cái bệnh nó sẽ chết. Thì sau khi mà nói chung em cũng chứng kiến ba em đau đớn nhiều á, nhưng mà mẹ em thì sẽ giấu. Nhưng mà bản thân em thì tự nhiên lúc đó nhà em nhiều biến cố quá, tự nhiên em cũng trưởng thành khác với những cái bạn khác luôn. Em có những cái ý thức mà nhiều khi sau này em nghĩ lại sao lúc đó mình có thể làm được điều đó. Em cứ nghĩ là em học giỏi thì ba em sẽ hết bệnh vậy như vậy á. Thì có một ngày là em đang học thì cái cô tới, cô mới xin thầy của em là cho em về. Thì em về em thấy nhà của em không có đồ đạc gì nữa mà kiểu giống như người ta soạn hết sẵn, giống như là chuẩn bị cho cái đám vậy đó. Thì em mới biết là chắc ba em sắp mất rồi. Nhưng mà em không hiểu là trước lúc mà ba em mất đó, là mẹ em với ba em là không cho em vô bệnh viện. Tại sao vậy? Mẹ giấu em luôn hả? Có nghĩa là đấy là ba nó làm đau những cái cơn đau vật vả, có khi là nằm đau ung thư, các con chưa chứng kiến. Mà gan là đau lắm, đau từ trên sườn mà rơi xuống. Thì sợ con chứng kiến cái đấy nó sẽ đau lòng. Đau lòng, rồi khi nó ba nó mất là nó buồn. Nên là không muốn cho nó vào bệnh viện. Còn đối với bản thân em, dù năm lớp 6, lớp 7, lúc đó mình cũng còn quá nhỏ đúng không? Yeah. Nhưng mà em có kỷ niệm nào mà em nhớ mãi về người ba của em không? Thật ra từ cái lúc nhỏ là bây giờ nếu như ngồi kể lại, nói kỷ niệm thì với ba em rất là nhiều. Hồi đó là ba em cứ chở em đi học, mà ai ăn hiếp em là ba em sẽ lên là, nói chung là hăm dọa người đó là không có được ăn hiếp con gái của ba nữa. Rồi hồi đó em đi thi viết chữ đẹp hay là em đi thi một cái môn gì á, là ba em mang theo sữa, mang theo đủ đồ ăn á, đứng ở ngoài chờ. Mà con người ta thì đi vô thi thì cứ để thi đi, không cứ đứng nơm nớp lo sợ. Đến khi mà ai cho được nghỉ 15 phút là chạy vô tiếp sữa. Vậy như vậy ba em rất là chăm em. Cái kỷ niệm về ba em rất là có nhiều. Nhưng mà với mẹ thì sau này thôi. Mà Gia Linh nhớ ba là đúng, yeah. Tại biết sao, từ nhỏ tới khi ba mất, đến khi gần mất mà còn nói là dặn câu tư bệnh viện, mẹ mày nhớ là đút cơm cho nó ăn.